Lại nữa, người chưa lìa dục mà bố thí được xác làm người giàu sang và sanh cõi trời lục dục. Nếu lìa dục mà bố thí thì được sanh cõi trời phạm thế cho đến cõi trời quả quả. Nếu tâm lìa sắc mà bố thí thì được sanh cõi trời vô sắc. Vì cầu niết bàn lìa ba cõi mà bố thí thì được quả thanh văn. Khi bố thí chán ghét ồn ào, ưa vui nhàn tịnh, ưa trí tuệ sâu xa thì được đạo quả Bích Chi Phật. Khi bố thí khởi tâm đại bi muốn độ chúng sanh có trí tuệ thanh tịnh, rốt ráo sâu xa bậc nhất thì được thành Phật đạo. Kinh: Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát, khi tu hành bố thí Bát Nhã Ba La Mật, do lực của tuệ phương tiện nên có thể đầy đủ thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát, làm sao khi bố thí do lực của tuệ phương tiện nên đầy đủ thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Xá Lợi Phất: Vì tướng người thí, người nhận và tài vật đều không thể có được, nên có thể đầy đủ thí Ba La Mật. Vì tướng tội không tội không thể có được, nên đầy đủ giới Ba La Mật. Vì tâm không động nên đầy đủ nhẫn Ba La Mật. Vì thân tâm tinh tấn không giải đãi nên đầy đủ tinh tấn Ba La Mật. Vì không loạn không ưa đắm nên đầy đủ thiền Ba La Mật. Vì biết tướng hết thảy pháp không thể có được nên đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Nghĩa chữ đầy đủ trước đã nói rộng, tuệ phương tiện trong đây nói chính là ba sự không thể có được vậy. Ba sự là người thí, người nhận, vật tài. Hỏi: Tuệ phương tiện là có thể thành tựu việc ấy, không gì phá hoại, cũng không gì tạo tác, xong nay phá cả ba sự ấy thì lẽ đáng đọa vào đọa diệt, cớ sao nói đó là tuệ phương tiện? Đáp: Có hai thứ không thể có được. Một, được không thể có được, đắc bất khả đắc. Hai, không được không thể có được, bất đắc bất khả đắc. Được không thể có được là đọa vào đọa diệt. Nếu không được không thể có được ấy là tuệ phương tiện, không đạo vào đạo diệt. Nếu bố thí không có phương, không có tuệ phương tiện, thời chấp thủ tướng ba sự. Nếu cho ba sự không, thời chấp thủ vô tướng. Có tuệ phương tiện, thời từ xưa lại đây không thấy tướng ba sự. Vì vậy tuệ phương tiện không đạo vào có và không. Lại nữa, khi bố thí phá hoại các phiền não ấy gọi là tuệ phương tiện. Lại nữa, đối với hết thầy chúng sanh khởi tâm đại bi bố thí ấy gọi là tuệ phương tiện. Lại nữa, trong vô lượng đời quá khứ, vị lai tu phước đức bố thí đều hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng gọi là tuệ phương tiện. Lại nữa, đối với công đức của ba đời mười phương Phật và đệ tử Phật đều ước niệm tùy hỷ bố thí và hồi hướng đến vô lượng vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy gọi là tuệ phương tiện. Các lực như vậy là nghĩa của tuệ phương tiện. Cho đến Bát Nhã Ba La Mật, tuệ phương tiện cũng như vậy. Kinh: Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được công đức của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi: Công đức Phật quá khứ đã diệt, công đức Phật vị lai chưa có, công đức Phật hiện tại không thể có được, lại công đức của Phật ba đời đều không thể có được, cớ sao nói muốn được công đức Phật ba đời nên học Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Không phải nói muốn được công đức của Phật ba đời, mà nói tự muốn công đức như Phật ba đời không giảm thiểu. Vì cớ sao? Vì công đức của tất cả Phật đều bình đẳng, không nhiều không ít. Hỏi: Nếu như vậy, cớ sao nói Đức Phật A Di Đà sống lâu vô thượng, ánh sáng chiếu ngàn vạn ức do tuần, vô lượng kiếp độ chúng sanh? Đáp: Thế giới chư Phật có nhiều thứ, có thế giới tịnh, có thế giới bất tịnh, có thế giới lẫn lộn, như phẩm kinh cõi trời 33 nói. Phật an cư ở cõi trời 33, giờ tự tứ đến mà bốn chúng lâu không thấy Phật, lo buồn không vui, sai Mục Liên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cớ sao bỏ chúng sanh ở đây mà lên cõi trời kia? Bấy giờ Phật bảo Mục Liên: Ông hãy xem 3.000 thế giới. Mục Liên nhờ Phật lực liền thấy các đức Phật, hoặc vì chúng sanh nói pháp, hoặc ngồi thiền, hoặc đi khất thực, thi tác các Phật sự như vậy. Mục Liên liền năm vóc gieo sát đất. Lúc ấy núi Tu Di cao ngất động mạnh, chư thiên đều rất sợ hãi.
Mục liền khóc rơi lệ, cúi đầu bạch Phật: Phật có tâm đại bi, không bỏ hết thảy làm các việc như vậy hóa độ chúng sanh. Phật bảo Mục Liên: Điều ông thấy rất ít, quá chỗ thấy của ông về phương Đông có quốc độ đất thuần bằng hoàng kim, đệ tử Phật ở cõi kia đều là A La Hán, đủ sáu thông không chướng ngại. Lại quá khỏi đó, phương Đông có quốc độ đất thuần bằng bạch kim, đệ tử Phật ở cõi kia đều học đạo Bích Chi Phật. Lại quá cõi đó, phương Đông có quốc độ đất thuần bằng bạch ngân, đệ tử Phật kia đều học Bích Chi Phật đạo. Lại quá cõi đó, phương Đông có nước thuần bảy báu, đất kia thường có ánh sáng vô lượng, đệ tử Đức Phật kia hóa độ thuần là các Bồ Tát, đều được các Tam Muội, các Môn Tam Muội, các Đà La Ni ở địa vị bất thối chuyển. Mục Liên nên biết các Phật kia đều là thân ta, như vậy vô lượng thế giới nhiều như cát sông Hằng ở phương Đông, có thế giới trang nghiêm, có thế giới không trang nghiêm, đều là nơi thân ta làm Phật sự. Như phương Đông, các phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dưới cũng như vậy. Vì vậy nên biết Thích Ca Văn Phật còn có thế giới thanh tịnh, như thế giới Phật A-di-đà. Phật A-di-đà cũng có thế giới nghiêm tịnh và chẳng nghiêm tịnh như thế giới của Thích Ca Văn Phật. Chư Phật đại bi thấu suốt xương tủy, không kể thế giới tốt xấu, chỉ tùy căn cơ đáng độ mà giáo hóa. Như mẹ lành thương con, dẫu con bị chìm hầm xí cũng siêng tìm cách cứu vớt, không cho là xấu bẩn. Hết cuốn 32 theo bản Hán.